Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Yamaha R125 2022 phiên bản kỷ niệm, trang bị thì ăn đứt cái chiếc E5 thần thánh. Yamaha R125 2022 cái bản kỷ niệm còn có tên đầy đủ là Yamaha Isep R125 Swoop CB 60TS Anniversary 2022. Một phiên bản vô cùng đặc biệt, chứa đầy nhiều giá trị lịch sử liên quan đến những cái mẫu xe đua thần thánh của hãng Yamaha trong cái đấu trường MotoGP ở những giai đoạn năm 1990. Yamaha R125 2022 phiên bản kỷ niệm được lấy ý tưởng cái chủ đề gì? Yamaha R125 2022 phiên bản Swoop CB 60TS Anniversary 2022 là một mẫu xe nằm trong cái series 60TS Anniversary 2022 mà Yamaha châu Âu hay còn gọi là Yamaha Euro vừa ra mắt cách đây không lâu. Ngoài Yamaha 125 2022 thì có nhiều cái dòng loại sport bike khác của hãng xe Nhật cũng được ra mắt như R3, R7 và R1 cũng đã xuất hiện cái dòng series này. Các chiếc Yamaha R125 2022 nói riêng và 3 mẫu sport bike còn lại xuất hiện trong cái series 60TS Anniversary 2022 nói chung đều sở hữu trên mình một diện mạo lấy ý tưởng từ cái huyền thoại Yamaha EZR500 đã từng thi đấu trong cái môi trường CB. Chính xác hơn là từ cái bùng đời năm 1978 đến năm 1982, gồm đến 6 phiên bản là EZR500, có cái tên gọi lần lượt là OW35K, OW45, OW48, OW53, OW54 và OW60. Tất cả phiên bản Yamaha EZR500 đều có chung một cái điểm là đồng sổ cho mình Beast Block để ấn tượng hơn, sâu đậm trong cái lòng người hâm mộ của hãng Yamaha bằng những họa tiết cái đường kẻ sọc đỏ rực phối cùng với những cái tông hoàng chủ đạo trắng tinh khôi. Dĩ nhiên cũng sẽ không thể nào quên tới cho các bạn một cái dàn chân đầy nổi bật, trên mình một cái cặp mâm màu vàng đồng thể thao nhưng không kém phần lịch lãm. Các chiếc Yamaha R125 2022 hay là R3, R7 và R1 phiên bản Swoop CB 60TS Anniversary 2022 dĩ nhiên cũng kế thừa toàn bộ cái phong cách hiện thoại từ cái chiếc EZR500. Ngay vị trí bên xăng, chúng ta thấy cái sự đặc biệt của cái dòng series này còn được nhấn mạnh bằng một cái thông số qua một cái chiếc tem nổi của hãng Yamaha trang trí nó. Yamaha R125 2022 và những người anh em thật sự đã làm cho cộng đồng người hâm mộ hãng xe Yamaha trên toàn giới là cực kỳ thích thú khi nhìn ngắm. Chỉ vì một chi tiết màu vàng to bản xịn ngay trên cái mặt nạ, một tiểu tiết tương đối là nhỏ nhưng cực kỳ tinh tế của hãng Yamaha khi mang cho mình phong cách lịch chuẩn đường đua. Cái mặt nạ là nơi tất cả mọi tay đua lựa chọn bố trí cái số báo danh hoặc cái con số yêu thích của bản thân. Nếu như bố trí cái con số nào trên đó lên vị trí này thì mình tin cách cái tiểu tiết của hãng Yamaha làm cho con số ấy trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Yamaha R125 2022 cao cấp hơn phiên bản là R15 ở nước ta dưới điểm nào? Cái chiếc Yamaha R125 2022 phiên bản kỷ niệm sẽ không có bất cứ gì khác biệt so với phiên bản khác thông thường của dòng xe này. Nếu đem ra so sánh với cái chiếc R125 2022 và phiên bản R5 ở Việt Nam, mình tin chắc rằng cái chiếc R125 2022 sẽ ăn đứt về mặt trang bị. Mặc dù mang cho mình thể tích động cơ khiêm tốn hơn, phục vụ hợp pháp cái lực lệ ở bằng lái châu Âu. Nguyên nhân là cái chiếc R125 2022 được hãng Yamaha lắp đặt cái bảo vệ tay thắng, hạn chế nguy cơ bị đứt hoặc gãy tay thắng nếu xảy ra cái sự cố té ngã. Một trang bị không hề có trên cái chiếc R5, nếu như muốn thì người chủ phải bắt buộc gắn thêm. Còn cái chiếc R125 và R5 đều là hai mẫu xe nhắm tới lượng khách hàng mới bắt đầu làm quen các dòng sport bike. Nhưng riêng phiên bản là R125 2022 đã sở cho mình một cái chiếc màn hình có phần xịn sò hơn người anh em cùng nhà. Màn hình trên cái phiên bản mới này khá nổi bật, cùng với cái lối hiển thị đầy logo cũ, sắp xếp nhiều thông tin cũng khá hợp lý và ưa nhìn hơn.
còn nói đôi chút cái dàn chân của chiếc R125-2002 đang gây ấn tượng. Chiếc cặp phục là upside down có cái đường kính lên tới là 41mm, ăn đứt hoàn toàn với cái phục là 38mm của phiên bản là R5 ở Việt Nam với cái sự ổn định và cứng cáp. Heo thắng của phiên bản R125 là sẽ không gắn ở bên phải và dùng heo là hai piston như phiên bản là R5. Các chiếc R125-2002 quả thực được hãng Yamaha châu Âu vô cùng ưu ái khi trang bị cho mình một cái dòng heo là 4 bít cơ bắp, cái dạng bắt cái chân đứng cực kỳ đẹp mắt, kết hợp cùng với công nghệ là phanh ABS trên cả hai kinh trước và sau, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lái trong những cái tình huống cần xử lý khẩn cấp. Còn nói về động cơ của chiếc Yamaha R125-2002 phiên bản kỷ niệm, cái chiếc R125 Swoosh CB60TS Anniversary 2022 và nhiều phiên bản khác của dòng xe này chọn riêng cho mình cái động cơ là 125cc đi cùng công nghệ là UVA và một cái bộ nồi Acid and Limitless ngăn chặn tình trạng lực trượt bánh khi dùng xuống cấp. Về cái động cơ thì Yamaha R125-2002 có thể sinh ra cái công suất lên tới là 14.7 HP, ở ngưỡng mong tôi là 10.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 15.1 Nm, tăng ngưỡng vòng tua máy là 8.000 vòng trên phút. Giá bán cái chiếc R125-2002 phiên bản Swoosh CB60TS Anniversary 2022 hiện vẫn chưa được hãng Yamaha công bố mức giá bán chính thức hiện tại, nhưng theo mình tìm hiểu thì các phiên bản khác của cái dòng xe này hiện đang có mức giá rơi vào khoảng là 5.300 euro, tương đương khoảng là 141.500 đồng, một mức giá cũng rất là xứng đáng với nhiều trang bị trên cái con xe này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, share, subscribe.